Hello và xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn mà đáng lẽ phải có lâu rồi, tại nhiều người hỏi nhưng mà bây giờ mình mới làm. Đó chính là làm thế nào để mà sửa cái lỗi là cái channel map với lại cái game shot ở trong phiên bản 1.16.5 nó cộng dồn lại với nhau, nó đè lên nhau ấy, nó không thấy được. Thì như anh em thấy bên góc bên phải của tôi đây thì hai cái đó nó đang tách ra. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em làm thế nào để có thể tách hai thằng này ra với nhau, tránh việc là thọt thằng này dính thằng kia, thọt thằng kia dính thằng này. Ok. Thì nó rất là đơn giản thôi. Đầu tiên anh em sẽ nhấn G lên. Đây, mở cái bản đồ lớn này lên. Rồi sau đó mọi người sẽ vào cho tôi là cái phần option. Rồi mọi người sẽ vào cái minimap preset 1 này. Rồi kéo xuống dưới. Ở trong cái phần đây. Kéo xuống dưới nó sẽ có một cái position ở đây. Nhấn vào đây, này là nó sẽ ra một cái bảng. Rồi mọi người sẽ chỉnh cho mình ở cái phần này. Cái phần này thì của mọi người nó sẽ là top right. Đó là chúng ta sẽ không làm được gì đó hết. Rồi chúng ta có thể đổi nó thành bottom right, rồi top bottom left, bottom left, top left đó cái kiểu này. Rồi nhưng mà dễ nhất là mọi người sẽ chuyển nó sang thành custom. Ở custom thì mọi người sẽ tự do lôi nó đi đâu thì đi. Này đó, rồi thì tôi có thể kéo nó xuống dưới đây, tôi để đây, rồi sau đó mọi người nhấn close. Rồi đó, vậy là như vậy là chúng ta đã tách hai thằng này ra rồi. Nếu anh em muốn thêm những cái video về Bitsamon hoặc là Minecraft Create thì anh em có thể vào kênh của tôi để xem. Hẹn gặp lại anh em ở clip khác.